đây là cái món cá sốt chua ngọt ạ, cá khô ạ. Nhìn nó rất là ngon mà lại đơn giản. Các bạn hãy cùng thực hiện với mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái món cá khô này nhé, chim với chua ngọt nhé. Để làm món này thì trước tiên là cá khô này. Cá này, cái loại này mình mua được cá nó rất là sạch rồi, nhưng mình cứ để rửa qua với một chút muối và nước ấm nhé. Và để con cá nó mềm hơn một chút, ngâm cá với muối và một chút nước ấm như này, nước khoảng 6-70 độ để cho cá nó sạch ấy. Ngâm khoảng 20 phút nhé, sau đó các bạn rửa sạch nhé, hết cái phần bụng này nhé, và mang đi rán qua lên rồi sốt với chút nước chua ngọt nhé. Trong khi chờ đợi cá được ấy, thì mình băm một ít tỏi, ít hành tím và ít ớt để mình làm cái hỗn hợp chua chua và ngọt để mình rim cá nhé, khi mà cá đã chiên xong. Đập sạch băm nhỏ. Cho một quả ớt ạ. Các bạn có thể phi thơm hoặc là các bạn trộn luôn vào cái bát nước mắm, bát nước hỗn hợp chua ngọt đấy. Các bạn chuẩn bị cho mình nhé, một ít nước mắm này. Mình hay cho dầu hào để cho nó thơm ấy. Cho nó ngọt ngọt một chút ấy. Màu sắc nó đẹp ấy. 1,5 thìa cà phê dầu hào. Cho một chút nước mắm ấy, vì sợ nó mùi quá ấy, cho nên mình cho 1 thìa cà phê muối một chanh muối nhé. Chút xíu bột ngọt này. Đường và sa tế là chua ớt, đường 2 thìa cà phê đường, và thìa cà phê tương ớt. Thêm một chút xíu nước lọc nữa, thêm một thìa ăn phở nước lọc nữa. Các bạn hòa tan cái hỗn hợp này đi, để nó chua hơn thì cho thêm 2 thìa cà phê giấm nữa. Các bạn làm đơn giản hơn thì chỉ cần cho đường, cho mắm, cho ớt và giấm thôi, không cần phải cho tương ớt và những cái nguyên liệu khác nữa. Nếu đơn giản chỉ cần vậy thôi. Rồi, mình được cái hỗn hợp chua ngọt rồi, tí nữa mình sẽ đi nấu nhé. Bây giờ cái phần cá này cũng đã được rồi, mình sẽ đi làm sạch cá này các bạn. Đây, cái phần đầu này các bạn rửa sạch nó đi nhé. Và sau đó để ráo nước rồi mình đi chiên. Khi rửa sạch rồi, bây giờ mình mang đi chiên nhé. Cho một ít mỡ heo hoặc là dầu ăn vào nhé. Rồi sau đó mình sẽ cho cá vào mình chiên. Cá thì khi mà rửa thì các bạn bỏ hết cái phần bụng nó đi nhé, cho nó sạch nhé, cho nó thơm hơn rất nhiều. Các bạn chỉ cần rán để cho nó cứng con cá hơn và nó thơm hơn luôn, chứ không cần để rán khô quá đâu nhé. Khi cá đã thơm rồi và con cá nó hơi cứng lại như này rồi, và vàng như thế, các bạn cho hết ớt và hành và tỏi vào nhé, để cho nó thơm. Sau đó mình cho cái hỗn hợp nước sốt chua ngọt vào nãy vào, đảo nước cho nó
Không. Để cho cái hỗn hợp này thỉnh thoảng đảo nhé, và đun cho cái hỗn hợp này nó khô lại là được nhé, và xịt xẹt lại. Các bạn nào thích nhìn màu sắc nó đẹp hơn thì rắc ít nấu chanh vào, là rắc ít hành rau thơm lên, cái thật nhỏ mỏng nhỏ xào cho nó khô lên là được. Sốt kiểu này ăn nó ngon và lại lạ miệng ấy. Ăn thử miếng cá khi chúng ta sốt như này á, thì miếng cá của chúng ta nó rất là thơm và cái gia vị nó chua chua ngọt ngọt đấy, ngon hơn rất là nhiều khi về cách nấu thông thường ấy. Bây giờ đun cho nó khô hơn, rồi nó ngấm gia vị hơn thì cá nó sẽ rắn hơn, thịt hơn ấy, và ngấm gia vị màu sắc vừa đẹp lại vừa ngon ấy. Sắp được ấy, đợi cho nó sền sệt thêm này. Nó bắt đầu xẹt xẹt rồi, cho nhỏ nhỏ hơn. Cho nhỏ nhỏ hơn để cho cái màu nó đẹp hơn và khô hơn một chút nữa thì ăn nó sẽ ngon rất là nhiều, không hề bị tanh khi mà nấu kiểu này. Bạc thêm một chút nữa cho màu nó đẹp nhé. Bất kỳ cái loại cá khô nào các bạn cũng đều dùng được cái công thức này nhé. Không có dầu hào thì không cần dùng dầu hào đâu nhé. Để có cho một ít hào thì nó sẽ màu nó sẽ đậm hơn ấy, nó óng hơn ấy. Mình ăn thử miếng. Cắt hết này được, rất là ngon. Để cho vào đĩa nhé. Mẹ con lớn quá. Nhìn hấp dẫn thì quá. Nói phải nghe không chiều vậy luôn nhé. Rất là hấp dẫn rồi. Đấy, anh cần ra ngoài con rồi thôi. Đây ạ, đây là cái thành phẩm khi làm xong này. Bạn nhìn không? Đây là ánh điện, không là màu của nó nhìn ngoài rất là vàng và ngon ấy. Đó. Đẹp mắt lắm. Đây mình sẽ đi thưởng thức nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái video về món thịt chân giò với cả móng giò luộc nhé. Món này rất là ngon mà lại đơn giản ấy, rất là phù hợp cho mùa hè nóng bức lực ấy. Và các bạn chuẩn bị cho mình này, đây là một cái chân giò này, mình đã thui sạch móng và cạo sạch rồi nhé. Đây là miếng bắp bò, bắp chân giò này. Và bây giờ mình sẽ trần đã, sau đó mình sẽ luộc bằng hành tây và hành tím mình đã thui rồi. Trần thì rất là đơn giản thôi. Các bạn cho mình nước lạnh nhé, là nước lọc thông thường, không phải nước nóng nhé. Và một thìa muối vào.
thìa, nửa thìa cà phê muối vào để mình trần qua cho nó sạch cái bụi bặm nhé và hết mùi hôi. Sau đó mình sẽ mang đi mình luộc, với luộc chân giò phải luộc lâu ấy. Trần chỉ là trần để cho nó hết mùi hôi nhé. Bây giờ đun cho sủi nước để trần nhé. Trần với nước lạnh này nó có tác dụng là những cái bụi bẩn ở trong cái thịt này nó ra hết nhé. Nhé, cho nên mình vào mình cho thêm một chút muối nên là càng sạch nhé. Sau đó các bạn đổ cái nước này đi và rửa lại sạch và để ráo nước. Sau đó mình luộc với những cái nồi nước khác và cho thêm hành và củ hai củ hành vào lại. Mình chỉ trần khi đến khi nước nó sủi thôi nhé. Nập không đến thì món này mình sẽ được một đĩa thịt và móng giò rất là ngon ấy, mà lại đơn giản đấy trong cái mùa hè này. Rồi bây giờ rửa sạch lại nhé, đổ nước đi rồi rửa sạch lại và mình nấu luộc. Và bây giờ mình rửa sạch rồi, rồi mình cho vào cái nồi nước khác nhé. Bạn cho ngập nhé để luộc thịt nó trắng và nó ngon hơn ấy. Và bây giờ mình cho thêm một ít gia vị vào. Đây, củ hành mình nướng này nó sẽ thơm hơn rất là nhiều. Củ hành tây các bạn chẻ ra như này nữa. Rồi, để cho nó ngọt nước. Và bây giờ cho thêm chút muối. Bạn nào có hành lên mình dùng hành lên cũng được nhé. Còn đây mình cho nửa thìa cà phê muối một cách. Rồi, và bây giờ đậy nắp lại và đợi nó sủi thì cho nhỏ lửa vào linh cho mình khoảng 20 đến 30 phút để cho thịt nó mềm và nó thơm hơn ấy. Chân giò nó mềm một chút thì nó mới ngon ấy. Khi mà nước nó sủi lên rồi nhá thì mình sẽ cho nhỏ lửa vào linh khoảng 20 đến 30 phút là cái thịt chân giò này nó sẽ mềm và cái móng giò này nó sẽ mềm một chút thì gặm nó sẽ ngon hơn đấy. Bây giờ cứ đợi nhé.